Nhà báo rời Singapore để đi thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, thưa quý khán giả, bây giờ buổi sáng ngày Chủ nhật 12 tháng 10, 11 năm 2017. Lý do nhà báo nói rằng là chúng tôi rời Singapore là tại vì ở ngoài hải ngoại cứ hay nói những cái hình ảnh ở trong Việt Nam bây giờ là hình ảnh của Singapore, và chắc những cái người chống cộng cực đoan đó họ không có nghĩ thành phố Singapore thì bắt buộc phải có chuyến tàu nhiều lắm, còn thành phố Thái Lan thì đương nhiên tiếng Thái, không thể nào tiếng ở thành phố Việt Nam mà ở Singapore mà toàn tiếng Việt Nam được. Bây giờ thì khoảng hơn 7 giờ chúng tôi đang ở khách sạn đi ra phi trường Nội Bài, chuẩn bị đi vào thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì lúc 1 giờ là chuyến bay của chúng tôi thì lại trùng hợp với lại chuyến bay của Tổng thống Donald Trump đi Philippines. Do đó là sân bay sẽ bị tắc, và tắc ít nhất là thưa quý khán giả là 4 tiếng đồng hồ. Tức là mình ra phi trường mình ngủ. Lần trước qua kinh nghiệm của Tổng thống Obama đó thì chúng tôi cũng đã bị tắc như vậy rồi. Thành sau khi nhường cái vé vào, cái thẻ vào, giờ này thì các vị đó Tổng thống có lẽ là đang chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Donald Trump tới phủ chủ tịch. Và sẽ có một nghi lễ quân cách, và chúng tôi đã làm năm ngoái, quý vị nhìn thấy ở Tổng thống Obama. Chúng tôi nghĩ rằng anh Đoàn Trọng, anh là lần đầu tiên anh về, anh chưa có kinh nghiệm, nhưng mà anh lại không hỏi gì ý kiến gì KBC hải ngoại. Sau khi nhường cho một cái vé xong cái là đi mất tiêu, không gọi luôn. Và tin nhắn của Vũ Hoàng Lân cũng như tin nhắn của chúng tôi vào trong group Viber của Ủy ban Người Việt thì Đoàn Trọng cũng không chịu đọc nữa. Sáng nay mở ra thì thấy có một cái livestream đang đi chơi phố cổ. Cái kinh nghiệm của KBC hải ngoại đó thì trong cái phủ chủ tịch thì cái dàn nhiếp ảnh với lại phóng viên đó thì sẽ là để đứng nhìn ở ngoài vào đó thì là sẽ nằm bên trái, và ở trước cửa dinh chủ tịch nhé sẽ ra một đoàn dàn kèn đồng và trải thảm đỏ ở giữa. Thì bên kia thì một đoàn lính giống như kiểu vệ binh của Mỹ. Thì khi mà Tổng thống Obama tới năm ngoái đó thì Chủ tịch Trần Đại Quang tới ra đón tiếp. Xong rồi đi qua cái thảm đỏ, duyệt qua hàng quân danh dự. Anh Đoàn Trọng anh không nói một cái gì, thành ra chúng tôi, và cũng thật sự chúng tôi ngày hôm qua cũng không liên lạc được với Đoàn Trọng, chứ nếu mà liên lạc được thì chúng tôi cũng thông báo cho biết. Cái bén nhạy của người làm tin ở cái chỗ đó, mình cái gì mình không biết mà có trong đoàn mình có người đi trước, mình nên học hỏi. Ví dụ như là anh Hùng là cái thế này đại khái vậy. Nhưng mà họ nghĩ rằng chắc là họ là cơ quan lớn này nhưng họ không cần biết. Và kể cả cái sự hy sinh của KBC hải ngoại có được xứng đáng hay không thì chúng tôi ngày hôm qua cũng nói chuyện với Vũ Hoàng Lân rất lâu đó. Thì Lân bảo bằng đánh giá nào thì anh phải nói ra Đoàn Trọng sau khi mà chấm dứt trong cái buổi họp báo, là cái video đã phải gửi ngay cho Phố Vân Sa TV và KBC hải ngoại để chúng tôi làm bản tin. Đó là nguyên tắc gọi là pull share. Cái pull share này nó được sử dụng bởi tất cả các cơ quan lớn như Reuters, UPI, AP, CNN, Fox News chẳng hạn. Khi họ làm những cái đó đó là ở trong Nhà Trắng cũng vậy. Nếu mà cho toàn nước Mỹ vào đó thì là chật ních, không có chỗ. Thành họ chỉ chọn lựa một số các đài phát thanh, xin lỗi, đài truyền hình để cho vào. Thì anh em nào vào đó thì họ sẽ share cái, tức là chia sẻ những cái miếng video đó, nó gọi là pull share. Thí dụ như cơ quan Little Sài Gòn TV, Phố Buôn Sa TV và KBC hải ngoại được chung một cái share. Thế nhưng mà cuối cùng thì
Tú Anh, chị Tú Anh là phó vụ trưởng của vụ văn hóa Ủy ban Người Việt, có tới khách sạn ra đưa cho nhà báo một cái thẻ, và Đoàn Trọng một cái thẻ. Sau thì khi mà trở lên trên phòng thì chúng tôi đứng chung ở trong cái thang máy. Thì Đoàn Trọng có bảo rằng bây giờ mình có một cái thì làm sao mà quay được, tại vì Đoàn Trọng không phải là người quay, Đoàn Trọng chỉ là một phóng viên nói. Người quay tức là cameraman. Thì nguyên tắc họ chỉ có một người một thẻ, và một cơ quan nó chỉ một thẻ. Đây cả ở nhóm nhà báo chỉ có được có hai thẻ. Thì chúng tôi nói với Đoàn Trọng này, bây giờ lần đầu tiên ông về, và ông cần phải có sản phẩm cho đài và sản phẩm cho đồng bào hải ngoại. Tôi nhường cái vé này cho Trần Minh, tức là David Trần. Thì ông dẫn thằng David Trần vào, nhưng mà cái đơn vị đó thì vấn đề là KBC hải ngoại, chứ không thôi là họ trách trong cái danh sách không không list từ Sài Gòn tới hai người, có lẽ là không được, tại vì tên là tên KBC hải ngoại, người nào có thể là có tên trong danh sách thì cứ đề tên Minh Trần, nhưng mà KBC hải ngoại là được rồi. Thì hai người vào xong để đi thâu xong cái là đưa cái visa về cho chúng tôi. Thì hôm qua có nhắn tin lại một lần nữa để Vũ Hoàng Lân cũng có nhắn, chúng tôi có nhắn, Ủy ban Người Việt cũng có nhắn, và Ủy ban Người Việt đã ba người, Tú Anh, Kim Hoa và Hoàng Giang đều có gửi lời cảm ơn KBC hải ngoại đã chia sẻ. Thì như là cái nội dung các bạn đã đọc rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên Little Sài Gòn về, và chúng tôi muốn cho Little Sài Gòn được một cái phần thưởng đối với lại đài, và cũng như là của với đồng bào hải ngoại. Những cái thước phim này sẽ được đưa lên để cho mọi người thấy những cái hình ảnh của Việt Nam. Và Đoàn Trọng cũng có hỏi là đi đâu, thì tôi nói là bây giờ biểu tượng của Hà Nội là Hồ Gươm, mà tối hôm nay là tối thứ bảy, thành ra ông nên đi tới phố cổ, tại vì đây là phố Tây. Thì Đoàn Trọng đã đi tối hôm qua và đã đưa lên những cái hình ảnh chưa quý khán giả ở phố cổ. Vâng, thì cái đó là một cái sự hy sinh rất lớn của chúng tôi, bởi vì ngày hôm nay chủ nhật thì cũng không có làm gì, đi vào thành phố Hồ Chí Minh trễ sớm nó cũng không là một cái vấn đề, bởi vì kể từ giờ phút này chúng tôi là đi chơi, thành ra nhưng mà chúng tôi vẫn hy sinh cho Đoàn Trọng để lên Sài Gòn được hai người vào để làm một cái cuốn phim lịch sử, bởi vì đây những cái hình ảnh rất là lịch sử, nhất là cái cuộc họp báo chắc chắn là rất là quan trọng. Và chúng tôi tin chắc rằng đối với lại cái đài truyền hình của chính thống như là VTV, tức là Đài Truyền Hình Việt Nam và Đài Truyền Hình Thông Tấn Xã Việt Nam, Đoàn Trọng khán giả sẽ thấy được những cái hình ảnh xác thực nhất. Tuy nhiên ở hải ngoại thì Little Sài Gòn TV cũng có những cái hình ảnh xác thực như vậy, để cho mọi người nhìn thấy rằng một cái sự đoàn kết và sự hy sinh của các nhà báo hải ngoại. Trong quá khứ chúng ta có rất nhiều lỗi lầm, không phải một hai mà rất nhiều, nhưng mà chúng ta có bỏ đi được cái lỗi lầm đó, bỏ đi tất cả cái sự căm hận với nhau. Thì đối với chúng tôi là cái hận thù đối với lại Đảng Cộng sản hay nhà nước Việt Nam nó đã qua rồi, mà tôi đã ra hơn 6 năm trở về với Việt Nam, và hơn 6 năm mình đã làm đứa một con yêu của Tổ quốc, thì mình phải xứng đáng với những cái sự hy sinh đó của mình. Thì cái chuyện nhường một cái thẻ cho Little Sài Gòn TV, đối với có thể đối với những cơ quan truyền thông khác đó, là một cái sự không hề có được, bởi vì cái ngành làm báo của chúng tôi đó, anh nào có được tin tức riêng là càng quý. Nhưng mà theo tinh thần của Ủy ban Nhà nước cũng như là tinh thần của ban tổ chức,
đi thôi. Chúng tôi nghĩ rằng mình không thể đòi hỏi được đúng như cái nhu cầu, thành ra mình làm cách nào để cho tất cả mọi người đều hài hòa vui vẻ, đó là cái phương thức để giải quyết vấn đề.